Đến 21 giờ tối ngày 18 tháng 8, lực lượng chức năng Công an tỉnh Long An vẫn đang tiến hành sử dụng phương tiện ra tìm nam thanh niên nhảy cầu Tân An bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 8, người đi đường nhìn thấy một nam thanh niên điều khiển xe máy đang lưu thông trên cầu Tân An theo hướng từ thành phố Tân An về thành phố Hồ Chí Minh. Khi lưu thông đến giữa cầu Tân An thuộc phường 2 thành phố Tân An tỉnh Long An, người này bất ngờ dừng lại, bỏ xe trên cầu rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây. Nhìn thấy sự việc, nhiều người đi đường dừng xe chi hô, cùng một số người đang neo xuồng răng lưới bắt cá gần chân cầu, nhanh chóng trèo xuồng ra cứu hộ nhưng không có kết quả. Sau đó báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn công an thành phố Tân An có mặt tại hiện trường tìm kiếm thanh niên nhảy cầu mất tích, đồng thời xác định danh tính, quê quán để thông tin cho gia đình được biết. Bước đầu xác định nam thanh niên tên H, 28 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp. Đến 22 giờ tối, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Hiện mực nước sông Vàm Cỏ Tây đang dâng cao, chảy xiết, gây không ít khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân nhảy cầu mất tích.